cả nhà xem nè. Đó, mình đã mình trốn và tuốt hoài mã, mình nằm cho nó mát rồi, rồi cũng không có yên với hai em này nữa. Một con thì bắt cá mới vô, còn con kia thì vũ giỡn. Hai con giờ nó giỡn dần dần vậy nè, không có nằm được gì dâu á. Thấy không? Đó, 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 sùm luôn mà. Nói thì nói vậy chứ ngẫm đi ngẫm lại có mấy em nó cũng vui lắm cả nhà. Đó. Mình thì đi đâu nó cũng đi theo nha. Một bầy luôn á, năm con liền nha. Ở đây là con đốc hước em với con đốc phèn anh, còn một con đốc mực con nữa cả nhà, với lại một con dện nha. Còn con mực già thì nó ở ngoài nhà ngoài rồi, nó mà tụ tập lại tới năm con liền đó. Giờ dẫn ở đây xong rồi, giờ không biết nó vũ đi đâu nữa nè, để mình ra mình coi nó đi đâu nha. Rồi hiểu luôn, giờ nó tụ tập ra cái dũng giao nhút rồi, có thêm con đốc dện nữa nè, mà giờ hết dẫn rồi, giờ nó nằm nó kỳ sình rồi cả nhà. Đó, nằm lăn qua lăn lại đừng lao sình nha. Chủ yếu gia chiêu tôi tí ý mà bỏ tay không.